Vâng, để trước khi bước vào trận đấu ngày hôm nay, xin mời ban giám đốc của hai công ty Nipotec Tiền Giang và Nipotec Cần Thơ lên chào cờ lưu niệm và giao lưu cùng với các anh em cầu thủ trên sân. Vâng, xin mời các lãnh đạo công ty. Nó khó lắm, không đọc như vậy. Vâng, xin gửi lời chào đối với khán giả đang đồng hành cùng với trận đấu ngày hôm nay. Trên màn ảnh của các bạn là cuộc đối đầu kinh điển giữa hai đội bóng Nipotec Cần Thơ và Nipotec Tiền Giang. Amelix có kích thích tạo tác dụng lực tố, tăng cường quá trình quang hợp, giúp cho bản lá to, dày, xanh hơn, hạt lúa sáng chắc, nâng cao năng suất, chất lượng rõ rệt. Phun Amelix giúp cho cây trồng có thể tự sinh sản sức đề kháng, tăng cường khả năng phòng, chống bệnh, chống chịu thời tiết nóng lạnh, giúp cây khỏe cứng hơn, khả năng chống chịu gió bão tốt hơn. Trận đấu mà các bạn đang theo dõi được chúng tôi phát sóng luôn trực tiếp thông qua fanpage của Endomedia Truyền thông Thế Tàu. Và đây là sân bóng Đại học Xây dựng Miền Tây của thành phố Vĩnh Long. Địa điểm được chọn để tổ chức buổi giao lưu ngày hôm nay. Buổi giao lưu mà các anh em của công ty cổ phần Nipotec gọi là trận chung kết khu vực Tây Nam Bộ giữa Tiền Giang và Cần Thơ. Và như vậy hiệp đấu đầu tiên đã bắt đầu. Và ngày hôm nay người đồng hành cùng với các bạn là tôi, bình luận viên Edwin, cùng với ekip Endomedia. Chúng tôi rất mong các bạn sẽ vừa xem và vừa chia sẻ video phát sóng trận đấu. Ở trong hiệp đấu đầu tiên thì các cầu thủ Nipotec Cần Thơ ra quân trong áo xanh luôn xanh và chấm Dương Thành bên phía tay phải mình các bạn, và đối thủ của họ Nipotec Tiền Giang thì ra quân trong áo biếc màu vàng của điểm đầu tiên. Tuy nhiên cú ra chân của các cầu thủ áo vàng bóng vẫn đi hơi cao. Không được. Tình huống nguy hiểm tiếp theo nhưng bóng đã không đi vào bóng thần. Một tình huống đánh đầu từ quả phạt góc của các cầu thủ áo vàng. Và để cho các khán giả tiền theo dõi trận đấu ngày hôm nay thì sau đây chúng tôi xin cung cấp đội hình ra sân của hai đội bóng theo danh sách đăng ký. Ở bên phía đội bóng Nipotec Tiền Giang, họ ra quân với thủ môn áo số 1 Quốc Khởi, các cầu thủ áo số 24 Thanh Tuấn, số 14 Hải Long, số 15 Hoàng Việt, số 20 Tấn Kiệt, số 25 Xuân Hoàng và số 7 Quốc Huy. Và bên phía đội bóng Nipotec Cần Thơ, họ ra quân gồm có thủ môn màu số 1 Vĩnh Thuận, các cầu thủ màu số 7 là người đang có bóng Đức Mạnh, cầu thủ màu số 13 Thiên Hữu, tiền đạo màu số 4 là Khánh Tài, cùng với cầu thủ màu số 9 đang có mặt trên sân Huy Quang, và hậu vệ màu số 10 Thế Quang.
Điều khiển trận đấu ngày hôm nay là trọng tài Tuấn Hoa Sĩ, một trọng tài rất quen thuộc với các anh em tại sân bóng miền Tây, và đây cũng là một trọng tài quốc gia đang làm việc tại các giải bóng đá hạng nhất quốc gia trong năm 2019. Lời bóng dành cho các cầu thủ Cần Thơ. Bóng thuộc về nơi có thể Tiền Giang. Rất nhẹ nhàng. Tuy nhiên cầu thủ áo vàng đã không thể tung ra một cú dứt điểm về phía khung thành đối phương. Rất nguy hiểm. Tuy nhiên rất may là các hậu vệ của Liên Quân Thích Cần Thơ đã lùi về kịp thời. Và sau đó là một đường truyền không chính xác của các cầu thủ xanh. À, vâng, xin gửi lời chào đối với các khán giả cũng đang đồng hành cùng với Endomedia. Đã có những khán giả tham gia vào fanpage và dõi theo trận đấu này. À, xin chào Sơn Thái Lộc, anh Phạm Mận, Minh Thành. Một điều đặc biệt của kênh phát sóng Endomedia là những trận đấu của chúng tôi luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm của các khán giả miền Tây. Và các khán giả vào đây theo dõi các trận đấu thì thường để lại những bình luận để cổ vũ cho các đội bóng đang thi đấu. Và ngày hôm nay, cuộc đối đầu giữa Newcastle Tiền Giang và Newcastle Cần Thơ còn đang có tỷ số là 0-0. Là bóng dành cho các cầu thủ Tiền Giang. Có vẻ như cả hai đội bóng vẫn chưa bắt nhịp được với trận đấu ngày hôm nay. Đã có khá nhiều những đường truyền sai. Đây là một trận đấu nhận được rất nhiều sự quan tâm của các lãnh đạo công ty cổ phần Liên Quan Tech. Và trên màn của các bạn cũng đã có sự xuất hiện của lãnh đạo hai công ty Cần Thơ và Tiền Giang. Áp sát rất nhanh. Cánh tay, những cú dứt điểm của cánh tay ở cự ly khá xa và lại đi quá nhẹ, không gây ra khó khăn đối với thủ môn của Newcastle Tiền Giang. Lời bóng dành cho Nguyễn Thế Cần Thơ, không được. Dứt điểm. Lần này là cú sút của các cầu thủ Nguyễn Thế Cần Thơ. Nhưng vẫn là một tình huống dứt điểm thiếu chính xác. Thì bóng đi hơi cao. Trận chạy bóng khá quyết liệt. Lời bóng dành cho Liên Quan Tết Tiền Giang. Một tình huống chạm tay, tuy nhiên đó là một cự ly rất gần và cầu thủ của Cần Thơ cũng không chủ động dùng tay chơi bóng, rất khó để thổi phạt trong những tình huống vừa rồi. Đó là một quyết định chính xác của trọng tài Tuấn Hoa Sĩ. Trận đấu vẫn đang diễn ra với tốc độ khá chậm. Cả hai đội bóng đang trong lối chơi an toàn trong trận đấu ngày hôm nay. Và đa phần là những đường chuyền dài. Có gì
cho con cái micro của nó. Đánh đầu phá bóng của hậu vệ mang áo số 7 bên phía Liverpool Cần Thơ, Đức Mạnh. Và sẽ có quả phạt góc được dành cho các cầu thủ áo vàng. Và được chuyền vào. Đánh đầu. Một tình huống chọn vị trí rất tốt của cầu thủ mang áo số 20. Nhưng cú đánh đầu của tiền vệ Tấn Kiệt, bóng đã không đi vào khung thành. Các khán giả online thì có thể xem lại tình huống quay chậm. Và dứt điểm rất tốt của cầu thủ mang áo số 20. Tuy nhiên bóng lại đi hơi cao một chút so với sang ngang khung thành. Cơ hội không được, vẫn chưa thể có được bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Những phút vừa qua là những phút mà Nicotec Tiền Giang bất ngờ bùng lên. Một tình huống khá quyết liệt và một cầu thủ của Nicotec Cần Thơ đang bị đau. Một tình huống va chạm với Tấn Kiệt. Sẽ là một quả đá phạt được dành cho các cầu thủ Nicotec Cần Thơ. Với một thế trận khá bế tắc của cả hai bên thì những tình huống cố định hứa hẹn sẽ tạo ra sự khác biệt. Dứt điểm. Trọng tài đã yêu cầu các cầu thủ áo xanh phải chờ coi. Dứt điểm. Là bóng dành cho các thủ vàng. Dứt điểm. Một tình huống tốt tìm đối với hàng phòng ngự Nicotec Tiền Giang. Cú dứt điểm của cầu thủ áo số 9 bên phía Nicotec Cần Thơ, bóng đã không đi vào khung thành. Đó là Việt Hoàng. Không được. Sau hai nhịp thì thủ môn của đá gọi là bóng. Vâng, xin gửi lời chào đối với các anh em đang tham gia trên fanpage. Xin gửi lời chào đối với khán giả Lương Thanh Tuyền. Để lại bình luận là Tiền Giang quyết tâm chiến thắng. Vâng, xin chào Sơn Thái Lộc. Chúc các anh em có một ngày cuối tuần vui vẻ. Vâng. Tài khoản Nicotec Tiền Giang cũng đã cổ vũ cho đội nhà. Tiền Giang cố lên. Xin chào bạn Tài Phạm. Nguyễn Cao Nhiêm thì cổ vũ Cần Thơ chiến thắng. Nguyễn Thành. Cảm ơn khán giả Nguyễn Thành nhập duy. Vâng. Một điều thú vị của bóng đá phong trào là chúng ta vừa xem đá banh vừa có thể tương tác cùng với các cầu thủ trên sân. Tại khi chúng tôi tác nghiệp tại Rạch Giá thì khi các cầu thủ thi đấu trên sân, lãnh đạo của các câu lạc bộ thường xuyên treo thưởng cho các anh em cầu thủ mỗi bàn thắng bằng tiền, có khi bằng thùng bia và cũng có khi bằng đồ ăn. Thì không biết ngày hôm nay lãnh đạo của Nicotec Cần Thơ và Tiền Giang có treo thưởng cho bàn thắng bờ tỷ số trận đấu ngày hôm nay không? Vâng. Như vậy phần thưởng sẽ là dưới 2 tỷ đồng, không biết là bao nhiêu. Trận chung kết ngày hôm nay sẽ diễn ra hai lượt trận. Lượt đi sẽ diễn ra trên sân bóng Đại học Sinh miền Tây. Lượt về thì là cuộc đại chiến trên bàn bia. Không biết đội bóng nào sẽ giành chiến thắng sau hai lượt trận này đây. Hiện tại tỷ số vẫn đang là không đều. Một tình huống ném biên không hợp lệ của các cầu thủ Nicotec Cần Thơ. Bóng sẽ thuộc về Tiền Giang.
bạn cũng đã đi hết đường biên và sẽ có quả ném biên dành cho các cầu thủ bạn. Khá quyết liệt. Vâng, tính chất của một trận giao lưu chung kết và cả hai đội cũng đang thể hiện sự quyết tâm của mình. Và ném biên tiếp theo dành cho các cầu thủ. Như vậy chúng ta xác định bóng sẽ thuộc về các cầu thủ Nicotech Tiền Giang. Vẫn chưa có được một bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Như vậy theo thông tin mà ban tổ chức cung cấp cho chúng tôi, dẫn dắt đội bóng Nicotech Cần Thơ ngày hôm nay là huấn luyện viên Tạ Đình Sơn. Và dẫn dắt đội bóng Nicotech Tiền Giang là ông Bác Hăng Lùng, em trai của Bác Hăng Seo. Lời bóng dành cho Cần Thơ. Một đường chuyền dài. Đó là đường chuyền của tiền hữu, tuy nhiên nó hơi mạnh so với đà di chuyển của cầu thủ phía trên. Cả hai đội bóng vẫn đang gặp một sự bế tắc nhất định trong việc triển khai những đường lên bóng cho trận đấu ngày hôm nay. À, vâng, xin chào Trần Gia Hân. Khán giả Trần Gia Hân đã hỏi chúng tôi về việc ở trận này Cần Thơ, kèo Cần Thơ chấp bao nhiêu trái. À, vâng, và cảm ơn phản hồi với Nhật Di về âm thanh. Chúng tôi cũng sẽ điều chỉnh âm lượng của micro để có thể có được âm thanh bình luận tốt hơn. Một tình huống cầu bóng hơi mạnh của Thiên Hồ. À, vâng, xin cảm ơn anh Nguyễn Thành đã tài trợ cho bình luận viên hai chai Revive trên mũi. Vâng, rất cảm ơn tình cảm của các anh em Nicotech đã dành cho ekip chúng tôi. Và hy vọng là trong tương lai công ty cổ phần Nicotech sẽ tổ chức thêm những buổi giao lưu như thế này. Đây là dịp để các anh em của hai công ty gặp gỡ, giao lưu và kết nối với nhau. Lên bóng dành cho các cầu thủ xanh. Không được. Vì Quang đã cứu được bóng và đây là cầu thủ áo số 3 thì ngủ. Các hậu vệ của Liên Tết Tiền Giang vẫn đang thi đấu rất tập trung. Thiên Ngũ dứt điểm. Thêm một tình huống mà bóng lại đi hơi cao. Cú sút từ giữa sân của cầu thủ mang áo số 13. Lời bóng dành cho các thủ Nicotech Cần Thơ. Vẫn chưa thể tiếp cận được khung thành của các thủ môn. Vẫn đang là các thủ Cần Thơ. Lần này thì các cầu thủ Tiền Giang đã cắt được bóng. Không được. Vâng, chỉ mới có vài phút thôi mà cầu thủ Quốc Quỳ mà áo số 7 bên phía Nicotech Tiền Giang đã ra dấu hiệu xin thay người. Chỉ mới 10 phút mà Quốc Quỳ đã có dấu hiệu thở oxy. Và sẽ là một quà phạt góc dành cho các cầu thủ Nicotech Tiền Giang.
Một đợt chuyển vào, đá đầu, dứt điểm. Một tình huống chạm bóng của các cầu thủ Liên Quan Thách Tiền Giang. Vâng, xin chào anh Nguyễn Thành, cùng với các khán giả đang đồng hành. Vâng, chị Thành quản lý căng tin đang ở Kiên Giang nhưng vẫn đang cổ vũ cho ekip cũng như các cầu thủ tham gia trận đấu ngày hôm nay. Xin chào Trần Gia Hân, đã dành lời khen cho Cần Thơ năm nay thi đấu rất tốt. Đây là một tình huống lên bóng dành cho Liên Quan Thách Cần Thơ, khá thuận, 3-2, dứt điểm. Cú sút của Việt Hoàng đã không thành công. Đây là câu trả lời của các cầu thủ Tiền Giang, tuy nhiên họ đã không thể vượt qua được sự chi cản của các cầu thủ Sành. Lần này thì đến lượt Liên Quan Thách Cần Thơ sẽ được hưởng một quả phạt góc. Người thực hiện sẽ là Thế Quang. Một đường chuyền vào. Bóng lại thuộc về Cần Thơ. Dứt điểm. Vâng, tình huống dứt điểm bóng đi quá cao và thiếu chính xác của các cầu thủ áo xanh. Bóng chết đâu. Cứ đá đi. Vâng, với việc thời tiết buổi sáng ngày hôm nay khá nắng nóng cũng đã phần nào ảnh hưởng đến thể lực của các cầu thủ cũng như chất lượng chuyên môn của trận đấu này. Vâng, huấn luyện viên Bác Hồng Lùng cũng đã chuẩn bị đưa ra những sự điều chỉnh về mặt chiến thuật về một thế trận bế tắc và tất cả các khán giả đang mong mỏi bàn thắng sẽ nhanh chóng xuất hiện. Lời bóng dành cho Tiền Giang, khá thoáng, dứt điểm, không được. Có vẻ như bóng đã chạm vào một cầu thủ xanh và sẽ có quả phạt góc dành cho Liên Quan Thách Tiền Giang. Cú cầm bóng tốt của các cầu thủ Tiền Giang nhưng lên bóng cho Cần Thơ rất tốc độ và xử lý không thành công của Vi Quang. Những người kiểm soát bóng nhiều hơn vẫn là các cầu thủ áo xanh. Nhưng tỷ số vẫn đang là 0-0 và thậm chí vẫn chưa có một tình huống thực sự nguy hiểm nào để đe dọa khung thành của hai thủ môn. Không được. Và góc dành cho các cầu thủ Tiền Giang. Thêm một tình huống cố định và chúng ta xin cho xem. Vẫn còn. Dứt điểm. Cá bao. Đây được xem là cơ hội tốt nhất của hiệp đấu đầu tiên. Tuy nhiên cú dứt điểm của cầu thủ Bằng đã chạm vào một hậu vệ của Liên Quan Thách Cần Thơ trước khi đi ra ngoài. Khá đáng tiếc cho các cầu thủ Tiền Giang. Vẫn còn. Dứt điểm. Cú mắc bóng không thành công của các cầu thủ Liên Quan Thách Tiền Giang. Sẽ là quả phá bóng lớn dành cho thủ môn của Liên Quan Thách Cần Thơ. Đội xử lý thiếu an toàn của các cầu thủ Liên Quan Thách Cần Thơ.
không được. Dứt điểm cá bao, một cú sút rất tốt của các cầu thủ vàng. Một tình huống bắt vô lê rất nhanh của các cầu thủ Liên Quan Tới Tiền Giang. Nhưng khá đáng tiếc là bóng vẫn đi cao hơn một chút so với khung thành của thủ môn bên phía Liên Quan Tới Cần Thơ. Những phút vừa qua là những phút mà thủ môn Vĩnh Thuận liên tục phải đối mặt với những tình huống dứt điểm của các cầu thủ vàng. Một đường chuyền dài, đây là một cơ hội cho Cần Thơ. Khánh Lê dứt điểm cá bao, chân của thủ môn Quốc Khởi đã cứu cho các cầu thủ Tiền Giang một bàn thua. Quả ném biên dành cho các cầu thủ áo xanh. Những phút vừa qua là những phút mà cả hai đội bóng bất ngờ đẩy cao nhịp độ trận đấu. Vâng, xin gửi lời chào đối với khán giả cũng đang đồng hành cùng với trận đấu ngày hôm nay. Xin chào Đức Nguyễn của Vĩnh Long. Xin chào cầu thủ Phan Kim Long. Vâng, Phan Kim Long, một cầu thủ rất nổi tiếng, từng thi đấu chuyên nghiệp cho Cần Thơ, Đồng Tháp và cả Kiên Giang, cũng đang theo dõi trận đấu này qua sóng online. Những ngày vừa qua thì việc liên tục tác nghiệp rất nguy hiểm. Bà con rất may là không có một tình huống nguy hiểm gì đối với khung thành của thủ môn Quốc Khởi. Xin chào bầu gấu Quang Lê của FC. Xin chào Lâm Thường Quốc Anh. Buổi chiều ngày hôm nay thì ekip cũng sẽ trở lại với đánh giá. Vừa rồi là một tình huống sóng gió trước khung thành của thủ môn Vĩnh Thuận. Cú đánh đầu ngược của một cầu thủ Tiền Giang đã gây ra một chút khó khăn đối với thủ môn của Cần Thơ. Vẫn chưa thể có được một cú dứt điểm thăng bằng. Xin chào Long Tùng, Vũ Tài cùng với các em. Lời bóng cho Nicotech Cần Thơ. Cầu phòng dứt khoát của các cầu thủ Tiền Giang và bóng vẫn đã chạm vào một cầu thủ sân. Quả ném biên dành cho các cầu thủ vàng. Cả hai đội bóng đang thi đấu vô cùng quyết tâm. Và các huấn luyện viên cũng đã đưa ra những sự điều chỉnh. Nhưng vẫn bàn thắng vẫn chưa đến. Và tiếp tục sẽ là một quả ném biên dành cho các cầu thủ áo vàng. Rất nguy hiểm. Vẫn chưa thể tung ra cú sút. Đúng che bóng kinh nghiệm của Thế Hoàng bên phía Cần Thơ. Trận chạm bóng khá quyết liệt. Một tình huống khá nguy hiểm và cao chân của một cầu thủ Nicotech Tiền Giang. Sẽ là quả đá phạt bên phần sân nhà dành cho các cầu thủ sân. Tiếp tục là một đường chuyền dài nhưng các hậu vệ của Tiền Giang đã thi đấu tập trung. Hàng phòng ngự của Tiền Giang vẫn đang trong bóng bồng khá tốt. Nhưng đây là cơ hội dành cho Cần Thơ.
như vậy là không có bàn thắng. Một tình huống làm tốt tìm các cổ động viên của Hiệp hội Tiền Giang. Liên tục là những tình huống pha bóng dứt khoát dành cho cả hai đội bóng trong trận đấu ngày hôm nay. Bóng đá chạm tay và sẽ là một quả đá phạt được dành cho các cầu thủ Nicotech Tiền Giang. Đây là vị trí mà các cầu thủ vàng hoàn toàn có thể dứt điểm thắng về phía không thành đối phương. Vâng, xin chào Khánh Quyêu, Quý Cảnh Tê, Thanh Đạt cũng đang theo dõi trận giao hữu trong buổi sáng ngày hôm nay. Rất hồi hộp. Đây là một vị trí hoàn toàn có thể ghi bàn. Dứt điểm. Bóng lật chạm vào một cầu thủ của Nicotech Cần Thơ. Tiếp tục sẽ là quả phạt góc dành cho Nicotech Tiền Giang. Bóng đã nằm gọn trong tay của thủ môn Vĩnh Thuận. Và hiệp 1 cũng đã khép lại với kết quả không đều. Cuộc trận giao hữu vẫn đang diễn ra hết sức hấp dẫn nhưng vẫn thiếu đi một chút gia vị là các bàn thắng. Và chúng ta sẽ tạm nghỉ phút trước khi theo dõi những diễn biến về trận đấu thứ hai. Phun Abenix giúp cho cây trồng có thể tự sinh sản sức đề kháng, tăng cường khả năng phòng, chống bệnh, chống chịu thời tiết nóng lạnh, giúp cây khỏe cứng hơn, khả năng chống chịu gió bão tốt hơn. Bà con cần lưu ý nên phun thuốc phòng bệnh và khi bệnh mới xuất hiện, nếu cây trồng đã nhiễm bệnh nên phun tiếp lần 2 cách lần đầu 7 đến 10 ngày. Nên sử dụng Abenix vào các thời kỳ lúa đứng cái, làm đồng, trước và sau trổ bông, thời kỳ vào mẩy. Có thể hỗn hợp Amenix với thuốc bảo vệ thực vật khác để phun, trừ các thuốc có tính kiềm và thuốc có chứa gốc đồng. Hãy sử dụng sản phẩm thuốc trừ bệnh Amenix để lúa không bị nhiễm bệnh vàng lá, nem nếp hạt, cho hạt lúa sáng chắc. Xài Amenix, đích đến bội thu. Vâng, chúng ta sẽ cùng trở lại với những diễn biến của hiệp thi đấu thứ hai. Xin gửi lời chào với các khán giả đang đồng hành cùng với trận đấu này. Đây là cuộc đối đầu giữa Nicotech Tiền Giang và Nicotech Cần Thơ. Một sân chơi được tổ chức bởi công ty cổ phần Nicotech dành cho các đơn vị tại khu vực Tây Nam Bộ. Hiệp một đã khép lại và không có bàn thắng nào được ghi. Không được. Một tình huống đánh đầu ngay từ phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ hai. Người thực hiện là cầu thủ số 9 Việt Quang. Ở trong hiệp thi đấu thứ hai thì các cầu thủ Nicotech Tiền Giang trong màu áo bít màu vàng, quần xanh sẽ chắn giữ thành bên phía tay phải của các bạn. Và các cầu thủ Nicotech Cần Thơ trong màu áo xanh quần xanh chắn giữ thành bên phía tay trái của các bạn. Đây là trận đấu mà chúng tôi phát sóng trực tiếp thông qua fanpage của Endo Media truyền thông thể thao. Rất mong các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ để ủng hộ cho cả hai đội bóng cũng như cho ekip truyền thông. Vĩ Quang, bóng thuộc về các thủ Tiền Giang, không được, một pha xử lý khá khó hiểu, có vẻ như đó là một đường truyền, nhưng lại thiếu quan sát của cầu thủ mùa số 8.
Vâng, xin chào khán giả Trần My của Vĩnh Long cũng đang theo dõi trận đấu này. Dứt điểm, một dứt điểm từ khá xa. Ở trong hiệp thi đấu thứ hai thì đứng trong khung gỗ của các cầu thủ đi công tác Tiền Giang vẫn đang là thủ môn Quốc Khởi. Các cầu thủ còn lại vào số 8 là Hữu Chí. Đây là Hữu Chí. Họ cùng với cầu thủ mang áo số 20 Tấn Kiệt. Cầu thủ mang áo số 15. Số 25 là Xuân Hoàng. Cầu thủ mang áo số 14 Hải Long. Lên bóng cho Tiền Giang. Do các cầu thủ Tiền Giang bằng áo biết nên hiện tại tôi vẫn gặp một chút khó khăn về việc phân biệt số áo của các anh em. Và theo thông tin từ ban lãnh đạo của Nicotech Cần Thơ thì mỗi bàn thắng của đội bóng này ở hiệp 2 sẽ được treo thưởng 500.000 đồng. 500.000 đồng cho một bàn thắng. Đây sẽ là một liều đầu biên tinh thần và cả vật chất dành cho các anh em Cần Thơ. Chúng ta cùng chờ xem họ có ghi được bàn thắng hay không. Bên phía đi có Tết Cần Thơ, họ đang quân với thủ môn áo số 1 Vĩnh Thuận. Các cầu thủ còn lại mang áo xuống chính Việt Hoàng, số 8 là Duy Hân. Cùng với cầu thủ mang áo số 13 Thiên Hữu. Cầu thủ mang áo số 10 là Thế Hoàng. Cầu thủ mang áo số 4 là Khánh Tài. Và số 7 là Đức Mạnh. Huy Quang. Không được. Vẫn còn. Vẫn đang là các cầu thủ Cần Thơ. Dứt điểm. Cá bầu. Vẫn chưa thể có được bàn thắng mở tỷ số cho đấu game này. Đó là cú sút của Huy Quang. Và một tình huống va chạm và một cầu thủ của Tiền Giang đang bị đau. Người bị bảo lợi là cầu thủ màu số 15. Hoàng Việt đã có thể tiếp tục thi đấu. Xin gửi lời chào đối với các khán giả Bùi Quốc Huy. Cũng đang gửi lời chào cho Bình Luân Viên. Và nói các anh em ráng giữ cúp ở lại Tiền Giang. Một buổi giao lưu được xem như trận chung kết của công ty cổ phần Liên Cổ Tích khu vực Tây Nam Bộ. Cơ hội cho Tiền Giang. Không được. Chưa thể tung ra cú sút. Xin chào khán giả Phương Dương. Xin chào Quốc Khánh cùng với những anh em đang đồng hành cùng với trận đấu này. Có rất đông các khán giả chia sẻ cũng như để lại những bình luận để cổ vũ cho ekip cũng như cả hai đội bóng trong ngày hôm nay. Bình luận che chắn kinh nghiệm của các cầu thủ Tiền Giang. Xin chào Khắc Nhật Ký Long. Là bóng cho Tiền Giang vẫn chưa thể tung ra cú sút và xử lý của Hoàng Việt. Hoàng Việt lên bóng cho Cần Thơ. Bây giờ là các cầu thủ vàng. Tuy nhiên đường chuyền vào trong đã không đến được vị trí của các đội. Một đường chuyền vào rất nguy hiểm. Cơ hội vẫn chưa thể tung ra cú sút. Nhưng vẫn đang là các cầu thủ Tiền Giang.
Trận đấu vẫn được tiếp tục. Chúng ta cùng xem lại tình huống quay chậm pha lòng sâu trước đó, trước công thành của Tô Phong Quân Thuận. À, vâng, xin chào khán giả khắc nhật. Đây là buổi thi đấu giữa hai câu lạc bộ Nicotech Cần Thơ gặp Nicotech Tiền Giang. Và vừa rồi là cú sút của cầu thủ áo số 4 bên phía Nicotech Cần Thơ, nhưng bóng vẫn không đi vào khung thành. Có lẽ những phút tiếp theo các huấn luyện viên sẽ tung ra những quân bài, những con át chủ bài để có thể mang về chiến thắng. Vâng, một pha diễn hơi sâu của cầu thủ bên phía Tiên Giang. Nhưng lần này thì bóng đã chạm tay. Một quả đá phạt ở vị trí giữa sân dành cho các cầu thủ Nicotech Tiền Giang. Một đường chuyền vào. Còn đang là nỗ lực của các cầu thủ Tiền Giang. Bóng đã chạm vào cầu thủ ba số 7 bên phía Nicotech Cần Thơ và phạt góc dành cho các cầu thủ Nicotech Tiền Giang. Chúng ta cùng chờ xem một quả cố định giúp tạo ra sự khác biệt hay không. Đá đâu không bao. Một tình huống xử lý và có vẻ như bóng đã chạm vào một cầu thủ của Nicotech Cần Thơ, khá nguy hiểm. Một sút chút nữa đã có bàn thắng đầu tiên của trận đấu ngày hôm nay. Và đánh đầu hụt của các cầu thủ áo vàng và bóng chạm vào Huy Hoàng đi ra ngoài. Không được. À, xin chào Lực Đa Đi từ Đồng Tháp đang theo dõi và cổ vũ trận đấu này. Xin chào Hoàng Vũ Xuân, cổ vũ hai đội cố lên. Dứt điểm. Vẫn chưa thể có được bàn thắng. Một sút rất mạnh của các cầu thủ áo vàng. Quả phạt góc tiếp theo. Lại thêm một quả phạt góc nữa dành cho các thủ sân. Mình có thấy Tiền Giang đang thi đấu ép sân, nhưng không phải dè chừng những tình huống phản công của các cầu thủ Cần Thơ. Dứt điểm. Cá bầu. Một cú sút rất tốt của các cầu thủ Nicotech Tiền Giang, nhưng bóng lại đi thiếu chính xác. Câu trả lời của các cầu thủ Cần Thơ. Một đường chuyền dài. Lợi bóng dành cho Nicotech Cần Thơ. Đường chuyền của Thế Hoàng đã không thành công. Vẫn đang là Thế Hoàng. Lợi bóng dành cho Nicotech Tiền Giang. Nguyễn Đình đột phá là không thành công của cầu thủ mang áo số 20 Tấn Kiệt. Sự thay đổi người bên phía các cầu thủ Tiền Giang. Như vậy là cầu thủ mang áo số 7 Quốc Quỳ đã trở lại sân. Quốc Quỳ Su Ba Chai. Thủ có quốc tịch Thái Lan, Su Ba Chai đã vào sân.
Lời bóng dành cho Nicotech Tiền Giang. Họ vẫn đang kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng vẫn chưa ghi bàn. Và không thể tạo ra sự khác biệt với những tình huống dứt điểm khá nhẹ như vừa rồi. Đây là Subhachai. Một đường chuyền rất tốt của Subhachai. Không được, và không. Đã không thể tung ra cú dứt điểm. Và ném biên không hợp lệ của các cầu thủ áo vàng. À, xin chào Lâm Kante cùng với các em cũng đang dõi theo và cổ vũ cho trận đấu. Và tình huống việc vị khá rõ của các cầu thủ Cần Thơ. Một môn mới, môn thể thao đã rõ rồi. Cho cái yêu cầu. Lên bóng dành cho các cầu thủ Nicotech Tiền Giang. Một đường chuyền vào. Một tình huống kéo người khá lộ. Đá banh hay đấu võ. Một quả đá phạt từ khu vực giữa sân dành cho các cầu thủ Nicotech Cần Thơ. Vâng, mỗi bàn thắng của Nicotech Cần Thơ lúc này là 500.000. Qua sổ đấy đối với Nicotech Tiền Giang là gấp đôi, 1 triệu. Một lượt chi vào. Rất nguy hiểm. Bàn thắng đã đến dành cho các cầu thủ Nicotech Cần Thơ. 1-0 và mang về 500.000. Đó là pha xử lý của Thiện Hữu, cầu thủ mang áo số 13. Chúng ta cùng xem lại pha quay chậm tình huống đá phạt rất có chiều của cầu thủ mang áo số 13 Thiện Hữu. Và 1-0 dành cho Nicotech Cần Thơ. Đội bóng chơi hay hơn, áp đảo và tạo ra nhiều cơ hội hơn là Tiền Giang đã không thể ghi bàn. Và bóng đá là vậy, nếu như bạn tấn công nhiều hơn mà không ghi được bàn thắng thì rất nhanh sẽ phải trả giá. Và điều đó là đúng trong tình huống này. Chỉ cần một tình huống cố định thôi. Một quả đá phạt từ xa của Thiện Hữu và 500.000 dành cho cầu thủ này. Nhưng chúng ta thời gian vẫn còn rất nhiều, chúng ta cùng chờ xem các cầu thủ Tiền Giang có ghi được bàn thắng hay không. Vâng, một tình huống việt vị nhưng cầu thủ áo số 10 cũng đã không thể chống chế được bóng. Tấn Kiệt. Và theo thông tin bên lề thì Nicotech Tiền Giang cũng đã treo thưởng 1 triệu đồng cho mỗi bàn thắng của các cầu thủ vàng. Không biết thông tin này có chính xác hay không. Đây là phút thi đấu thứ 17 của hiệp thi đấu thứ hai. Hiện tại thì huấn luyện viên Bác Hăng Lùng vẫn đang tỏ ra khá căng thẳng. Những sự điều chỉnh của anh Bác Hăng Lùng đã giúp cho Tiền Giang chơi hay hơn trong hiệp hai, nhưng họ vẫn chưa thể tận dụng được những cơ hội. Và chúng ta cùng chờ xem đội bóng này có ghi được bàn thắng không ai không. Bây giờ là quả đá phạt được dành cho Tiền Giang. Tấn Kiệt sẽ là người đứng trước quả đá phạt này. Dứt điểm. Cá bao. Cú sút rất tốt của cầu thủ mang áo sai bay. Nhưng bóng là đi về cao một chút so với khung thành của cầu thủ Mông Vĩnh Tuân. Chúng ta có thể thể hiểu được sự tiếc nuối của các cầu thủ Tiền Giang. Rất nguy hiểm. Nhưng lần này thì thủ môn Quốc Khởi đã ôm gọn được bóng. Đá
Tiếp tục lên bóng dành cho các cầu thủ áo vàng chuyền vào. Không được. Và góc dành cho các cầu thủ Tiền Giang rất cận trường. Cách biệt cũng chỉ là một bàn thôi. Và trong bóng đá thì một bàn thắng là rất mong manh. Không được. Phản công dành cho các cầu thủ Cần Thơ. Tốc độ rất tốt của cầu thủ Bao Xoay. Dứt điểm. Ê! 2-0. Một tình huống chủ quan của hàng mọi người bên phía Lê Cầu Thế Tiền Giang. Và lại thêm 500 ngàn được trao cho cầu thủ Bao số 7. Phá quay chậm. Chính xác là cầu thủ Bao số 2. Phá quay chậm cho thầy cầu thủ Bao số 2 bên phía Liên Quan Tích Cần Thơ là Văn Giang đã có một pha bứt tốc rất tốt để loại bỏ được hậu vệ đối phương. Một tình huống đua tốc độ và trong tư thế đối mặt anh đã chiến thắng được thủ môn Quốc Hải 2-0. Lối chơi phòng ngự phản công của các cầu thủ Cần Thơ đang phát huy hiệu quả trong trận đấu này và tinh thần của họ đang lên cao. Chúng ta cùng chờ xem liệu huấn luyện viên Bác Hàng Lùng có giúp cho Tiền Giang loại ngược dòng hay không. Lúc này cách biệt đó là 2 bàn. Vâng, không biết ai đang quản lý fanpage của Nicotech Tiền Giang. Để lại bình luận là huấn luyện viên của Tiền Giang chỉ đạo anh em chấp trước 2 bàn. Một kèo cá cược chấp hơi sâu. Vâng, một cầu thủ của Cần Thơ đang bị đau. Và các sân sóc viên cũng đã mang vào sân một chai xịt tóc. Vâng, chính xác là một bình xịt để chăm sóc cho cầu thủ trên sân. Còn khoảng 10 phút nữa trong khoảng thời gian của hiệp 2, chúng ta cùng chờ xem các cầu thủ áo vàng còn lội ngược dòng hay không. Và họ đang đứng trước một quả đá phạt của các cầu thủ Cần Thơ. Dứt điểm. Lần này thì bóng đi quá cao. Dứt điểm không được. Một tình huống chủ quan của các cầu thủ Liên Quan Tích Tiền Giang. Đội bóng Liên Quan Tích Tiền Giang vẫn đang gặp bế tắc trong việc triển khai lối chơi tấn công. Bất chấp họ đã tung vào tiền đạo Thái Lan Quy Subachai. Rất quyết tâm. Huấn luyện viên dài của các cầu thủ dân và lỗi việc vì của cầu thủ mang áo số 2 Văn Giang, người đã ghi bàn thắng nâng tỷ số là 2-0. Ném biên dành cho các cầu thủ Liên Quan Tích Cần Thơ. Khá lộn xộn. Văn Giang. Dứt điểm. Cá bầu. Lại thêm một cơ hội nữa. Nhưng lần này thì cú dứt điểm đã đi ra ngoài. Subachai. Rất nỗ lực dùng quốc quỳ vẫn chưa thành công. Một
Một thằng đồng như đếm từ khá xa. Vâng, khán giả Vinh Quỳnh cũng đã để lại bình luận là chúc các anh em thi đấu tốt và nhiều sức khỏe trong ngày hôm nay. Cấp lực. Các cầu thủ Cần Thơ vẫn đang thi đấu vô cùng tập trung. Bóng dành cho các cầu thủ Cần Thơ. Không được. Không có lỗi của các cầu thủ áo vàng. Theo nhận định của trọng tài, rất cảm trường. Các cầu thủ đi qua Tây Tiền Giang cần phải sớm có được bàn thắng để được quan tỷ số. Dứt điểm không được. Liên tiếp là những sự thay đổi người của cả hai bên. Dứt điểm từ xa. Là bóng dành cho các cầu thủ Tiền Giang. Các cầu thủ đã có dấu hiệu suy giảm về mặt thể lực. Vẫn còn. Với cách biệt khá an toàn hai bàn thì giờ đây các cầu thủ Cần Thơ đang thi triển một lối chơi khá thông dòng. Vâng, xin chào đồng sĩ Khai, xin chào anh Hoàng Cua cùng với các anh em Tài Phạm cũng đang theo dõi trận đấu. Chúng tôi xin nhắc lại đây là buổi giao hữu được xem là chung kết của công ty cổ phần Nicotech khu vực miền Tây Nam Bộ. Cuộc đối đầu giữa Nicotech Cần Thơ và Nicotech Tiền Giang đang có kết quả là 2-0 tạm thời nghiêng về Nicotech Cần Thơ. Và sẽ có quả đá phạt được dành cho các cầu thủ Tiền Giang. Vâng, đứng trước bóng đang là Quy Subachai, tiền đạo nhập tịch người Thái Lan. Chúng ta xem bóng này. Subachai. Vâng. Như vậy không có bàn thắng dành cho Subachai. Lưới đã rung lên nhưng đó là một tình huống bóng đi ra ngoài. Khá đáng tiếc dành cho Quốc Huy. Tưởng chừng như đã có bàn thắng cho Quốc Huy Subachai. Dứt điểm. Tiếp tục là cú sút của Quốc Huy.
Nó đang nỗ lực của các cầu thủ Giang. Dứt điểm, bàn thắng đã đến dành cho các cầu thủ Tiền Giang. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2. Một tình huống dứt điểm từ xa đây bất ngờ của cầu thủ áo số 10 Cộng Đồng. Và chúng ta cùng xem lại pha quay chậm. Và như vậy đó là Hoàng Việt. Chính xác, Hoàng Việt là người đã dứt điểm trong tình huống vừa rồi. Một tình huống dứt điểm rất tốt của Hoàng Việt đã mang về bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Còn ít phút nữa thôi, nhưng cách biệt lúc này chỉ còn một bàn. Khá quyết liệt. Bằng một cầu thủ của Nico Tech Tiền Giang đang nằm sân. Và các cầu thủ áo vàng sẽ được hưởng một quả đá phạt. Và thêm một cơ hội nữa để có thể quân tỷ số. Sẽ có những sự thay đổi người dành cho vâng, như tình huống chạy ra chạy vào của cầu thủ số 25 Xung Hàng. Dứt điểm, bóng đi qua cầu. Trận đấu sẽ trở nên hấp dẫn ở những phút sau cùng khi mà cách biệt chỉ còn một bàn mà thôi. Đây là cơ hội dành cho Cần Thơ. Dứt điểm có lỗi không? Không được. Một tình huống dứt điểm không thành công của các cầu thủ sân. Tình huống từng bóng qua đầu thủ môn nhưng bóng đi ra ngoài, không được.